đã tham gia một cuộc chơi, có thắng, có thua, có lên, có xuống, vì thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử. Vì vậy doanh nghiệp có lên có xuống, lúc doanh nghiệp nó xuống đừng hoảng loạn, hãy định tâm vì đó là quy luật. Lúc doanh nghiệp nó đang lên cũng đừng lấy thế mà say trên chiến thắng. Thầy ơi cho em hỏi ạ, một tổ chức hoặc một doanh nghiệp thì đều có lãnh đạo dẫn dắt, và có thể nói là đích đến là tiền, mà tiền mọi cách để lãnh đạo, thậm chí cũng có thất bại trong lãnh đạo. Vậy thầy giải thích giúp em, trong đạo Phật hoặc những đạo khác, lãnh đạo bằng cách nào mà thông suốt cả một tổ chức lớn như vậy? Em cảm ơn thầy. Vâng, thưa anh, đó là luật cân bằng và luật hấp dẫn và luật luân hồi. Ba quy luật này được ứng dụng trong doanh nghiệp và luật nhân quả, tức là gần như áp dụng gần hết các luật. Tôi sẽ nói từng luật một để anh nhìn thấy áp dụng trong doanh nghiệp. Cái luật đầu tiên đó là luật hấp dẫn. Và hấp dẫn ở đây là hấp dẫn cái gì? Hấp dẫn về tiền bạc. Trong tiền bạc thì được chia làm 3 loại: lương cứng, thưởng và lương hiệu quả. Lương cứng chính là lương cho phần thân, tức là họ cứ có mặt ở cơ quan thì họ có cái lương đó, có đúng không các anh chị? Thưởng chính là thưởng cho phần tâm, tức là cái phần danh đấy, nó ham danh, cho nên thưởng một tí nó vui lắm. Một nén tiền công không bằng một đồng tiền thưởng. Thưởng nó thể hiện gì ạ? Sự công nhận, sự ghi nhận, sự khen ngợi, cho nên nó vui. Và thưởng phần hiệu quả là thưởng và cái lương hiệu quả là lương của phần tuệ, hay chúng ta hay gọi là lương mềm, mà trong kinh doanh chúng ta gọi là chiết khấu, có đúng không các anh chị? Thế thì nguyên tắc của lực hấp dẫn là kẻ nghèo thích lương cứng, cho nên nguyên tắc người càng ngu thì càng thích lương cứng. Người trí họ không cần lương cứng, thậm chí không có lương mà. Ví dụ chủ doanh nghiệp nó đâu có lương, chủ doanh nghiệp nó có chỉ có lợi nhuận của doanh nghiệp thôi chứ làm gì có lương. Tôi nhắc lại này, luật hấp dẫn, người ngu thích lương cứng. Lên đến trưởng phòng nó nhần nhần ấy, thì nó thích ăn danh. Vì vậy ngoài lương cứng phải xây thưởng cho nó, thỉnh thoảng thưởng nóng, thưởng đột xuất, thưởng vì anh hứng. Thì đấy là tầng thứ hai. Đến tầng thứ ba mà nó giỏi, trưởng phòng nó giỏi, nó lên giám đốc chức năng rồi, thì bây giờ là gì ạ? Danh nó cũng không cần nữa, lương cứng nó cũng không cần nữa, và bây giờ nó cần cổ phần. Đó là hiệu quả, đó là hiệu quả, cho nên nó cần cổ phần ưu đãi. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng được cái lực hấp dẫn đấy với tầng bậc của con người, thì nó cứ lên đến tầng nào thì chúng ta thay đổi mồi của tầng đó. Ví dụ khi nó vào, nó mới vào nó ngu, thì cái tầng mồi mà muốn tuyển được đứa khát vọng nhưng nó hơi ngu một tí để mình dạy, thì lương cứng nó phải hơi cao, thì mình sẽ tuyển được gì ạ? Hạt nhân tốt. Sau nó làm một thời gian, nó lên trưởng phòng, thì bây giờ là nó cứng rồi, nó lên trưởng phòng nó cần được khen ngợi, cần được ghi nhận. Vì vậy thỉnh thoảng thưởng cho chú tí, cho bữa ăn, cho bữa nhậu, cho du lịch, cho nghỉ mát, cho tiền mặt, rồi bằng khen, giấy khen, best sale, rồi trưởng phòng xuất sắc, rồi cán bộ tiềm năng. Xong nó lên đến giám đốc chức năng thì cổ phần ưu đãi. Một năm được chia lợi tức với anh 5%, 10%, cuộc chơi đấy. Vậy cá lớn đến đâu thì cho mồi đến đó, nó gọi là luật hấp dẫn. Hổ lớn đến đâu cho ăn loại mồi đó, nó gọi là luật hấp dẫn. Vợ các anh chị cũng vậy thôi, vợ của các anh cũng vậy thôi. Lúc mới lấy về đưa 20 triệu phấn khởi lắm, anh thật tuyệt vời. Nhưng đưa liên tục 6 tháng 20 triệu
Thì đến tháng thứ 7 nó thấy chả tuyệt vời mẹ gì nữa, nhích phát lên 30 triệu, lúc bấy giờ tham ăn nhiều mồi hơn rồi. Đưa 30 triệu lại phấn khởi. Cũng chỉ phấn khởi được 6 tháng thôi. Thì lên 40 triệu với phấn khởi. Cứ như vậy. Và chồng càng ngày càng áp lực. Vì cá vợ càng ngày càng lớn. Đấy. Thế thì như vậy là chúng ta trong nhân viên trong một doanh nghiệp, nó cũng gì ạ? Tuân theo cái luật hấp dẫn. Thứ hai, trong doanh nghiệp nó cũng có luật cân bằng. Luật cân bằng là gì? Là lãnh đạo, trưởng phòng và nhân viên. Nó liên quan đến quyền lợi. Ba anh này nó phải cân bằng. Vậy thì làm sao đấy mà thu nhập của lãnh đạo, thu nhập của nhân viên, thu nhập của trưởng phòng, làm sao cho nó thỏa mãn các bên. Đối với doanh nghiệp, đối với ông chủ và đối với khách hàng thì cũng là quy luật gì ạ? Quy luật chủ, mức lương của anh em và quyền lợi của khách hàng nó được cân bằng. Đấy là việc hai tôi gọi áp dụng luật cân bằng. Thứ ba là luật nhân quả. Anh bán hàng rẻ nhưng giá trị với cuộc đời của họ bằng không, thì bản chất là nhân của anh là nhân rộng, thì doanh nghiệp kiểu gì cũng nhận lại cái kết quả rộng, tức là chết. Anh bán hàng đắt nhưng có giá trị, thì gieo nhân tốt thì ắt có quả tốt, người ta vẫn quay lại mua. Cho nên bán hàng đểu và giá rẻ mà người ta không dùng được thì tất nhiên bạn vẫn kiếm được tiền, nhưng chỉ kiếm được 1-2 vụ thôi là họ không quay lại. Mình phải quan tâm đến giá trị cho người đối diện. Đó là quy luật nhân quả. Quy luật tiếp, đó là quy luật luân hồi. Thì bao giờ cái thằng giám đốc ấy, nó phải là thằng lăn lộn, nó chiến đấu, nó dùng nghiệp vụ của nó dùng thân xác của nó dùng trí tuệ của nó. Và từ kim chỉ đá lửa trở đi, việc nhỏ nhất nó cũng lao vào nó làm. Và nó nhận anh em ngu vào để nó hướng dẫn, để trả lương ít mà, nhưng lương cứng. Còn lại là ông ấy sai hết, sai vặt hết, ông ngồi ông chỉ đạo hết. Thì nó hết cái vòng đời của bọn trẻ con, nó giống như 3 tuổi. Thì hết cái giai đoạn đấy được gọi là, tôi gọi là giai đoạn cửa chùa. Thì hết cái luân hồi của giai đoạn đấy. Thì bắt đầu đến cái giai đoạn thứ hai của doanh nghiệp, là bắt đầu biết thuê người về. Mà khi ông biết thuê người là bắt đầu phải biết chia tiền. Vậy thì hạn mức tài chính, phương pháp trả lương là giai đoạn 2 là ông phải biết. Nó luân hồi sang giai đoạn thứ 2 nhé, là giai đoạn bắt đầu dùng tiền để điều khiển. Giai đoạn 1 là dùng quyền giám đốc của mình để điều khiển và dùng nghiệp vụ của mình điều khiển. Giai đoạn thứ 2 là dùng gì ạ? Dùng tiền để điều khiển. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn thứ 3 là dùng sân chơi để điều khiển. Tức là mình vẽ ra sân chơi, và thậm chí người khác họ bơm tiền, họ mang sức đến họ chơi. Và ở doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp tỷ phú, tôi không muốn nói tên, có khi các anh cũng không cần phải tiền, các anh cũng không cần phải điều hành, mà các anh chỉ cần tạo ra sân chơi thôi. Thì xác có thằng vác đến để làm, tiền có thằng đóng góp để làm, nhưng anh ta chỉ là người tạo sân chơi, anh ta ở giữa vẫn có tiền. Như vậy nó là luân hồi. Cái cỡ mà không cần tiền, không cần làm mà vẫn được cúng thì là cỡ đấy là nên cái luân hồi, nên bậc thánh hay còn gì nữa. Còn cái nhóm đầu tiên là khởi nghiệp, mang thân xác mình ra làm mọi thứ, thì cái giai đoạn đấy là giai đoạn gì ạ? Giai đoạn của người vất vả đấy còn gì, của súc sinh chứ còn gì. Lăn lộn suốt ngày để kiếm ăn, phải bới móc săn bắn từng ngày, đi săn từng ngày thì mới có ăn. Nhưng đến giai đoạn thứ hai là có ăn rồi, bắt đầu ông ngồi thì ông dùng tiền, ông chỉ đạo. Đấy, cho nên nó phải luân hồi. Và chú nào mà thời gian cửi chuồng ấy, tức là cứ đi săn bắn như súc sinh ấy, mà kéo dài cả cuộc đời này, thì có nghĩa là chú mãi chú không luân hồi, chú thay đổi được. Cho nên áp dụng được quy luật luân hồi. Và trong doanh nghiệp bắt buộc người ta phải hiểu các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp và nhận diện nó khi nào phải thay đổi. Trong đời người cũng vậy mà. Rồi ạ. Đấy là quy luật của luân hồi. Đấy. Quy luật gì ạ? Hấp dẫn rồi, quy luật nhân quả rồi, quy luật cân bằng rồi, và đến quy luật của vô thường. Đã tham gia một cuộc chơi
có thắng, có thua, có lên, có xuống, vì thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử. Vì vậy doanh nghiệp có lên có xuống. Lúc doanh nghiệp nó xuống đừng hoảng loạn, hãy định tâm vì đó là quy luật. Lúc doanh nghiệp nó đang lên cũng đừng lấy thế mà say trên chiến thắng, vì nó là quy luật vô thường. Ngày hôm nay chiến thắng, ngày mai sẽ tiếp tục thua. Cho nên nhiều người mới hỏi tôi rằng: thầy ơi, liệu thầy có phá sản nữa hay không? Tôi trả lời: có thể lắm chứ. Bởi vì trừ khi ngày nào tôi không còn kinh doanh thì không còn nguy cơ phá sản. Còn nếu ngày nào mình còn kinh doanh thì còn nguy cơ phá sản. Nếu ngày nào mình còn sống thì có nguy cơ bị chết. Nếu ngày nào mà còn thân xác này thì sẽ có nguy cơ bị bệnh tật. Nếu ngày nào còn đi xe hơi thì có nguy cơ bị tai nạn. Tức là mọi người thấy là tất cả mọi thứ nó đều là vô thường, có sinh thì có diệt. Cho nên khi chúng ta làm doanh nghiệp, chúng ta cũng phải chấp nhận cái chuyện gì? Có lên, có xuống. Còn kẻ nào mà làm doanh nghiệp mà có tư duy là gì? Chỉ có chiến thắng không? Tốt nhất đừng làm gì cả. Hãy ngồi im một chỗ và thất bại cả đời. Đấy. Như vậy trong doanh nghiệp cũng áp dụng đủ 5 quy luật mà. Không thiếu quy luật nào đâu các đại ca. Ta có sử dụng được quy luật vào đời sống hay không thôi. Rồi ạ. Và chúc bạn ứng dụng được cái quy luật vào trong doanh nghiệp để phán đoán được từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, để biết cân bằng giữa quyền lợi của ông chủ, nhân viên và khách hàng, để biết gì ạ, xây dựng cơ chế lương thưởng cho nó phù hợp với cấp gì ạ, của người ngu, với cấp của người trí, với cấp của người sĩ, và nhử đúng lúc, nhử đúng chỗ thì bảo gì họ chả nghe. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceovietnam.edu.vn, hotline 1800 577722, nhánh số 5.